Vâng, quý vị thân mến, bước sang tháng đầu tiên của năm quý mão 2023, thì ai cũng hy vọng mình sẽ gặp được nhiều điều may mắn, không cần phải thăng hoa rực rỡ, nhưng ít nhất cũng cần một chút vận may, để có niềm tin, vượt qua khó khăn, và vươn lên trong cuộc sống. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về Tử Vi tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, trong tháng 1 âm lịch năm 2023 này tuổi quý mão bước sang tháng đầu tiên của năm quý mão đổi đời đại gia hay vận hạn liên tiếp tiền mất tật mang biết sớm để tránh sớm quý vị và các bạn thân mến hẳn là khi đang nghe những lời từ ban biên tập chương trình lúc này bạn đang phải lo lắng nhiều thứ bao năm mưu sinh vất vả chưa được nghỉ ngơi ngày nào đã vậy dịch bệnh rồi khó khăn hoành hành tiền tích cóp được nay đã cạn lấy đâu ra tiền sinh hoạt đây nhiều người kể rằng họ đang bị kẹt cứng bởi vì những khó khăn nên không thể bước ra ngoài để kiếm tiền Tuy nhiên, dựa vào tính toán cung mệnh, các bậc thầy tử vi đã đưa ra lá số dưới đây, chỉ cần quý mão lưu ý đến những điều sau đây, nhiều cơ hội mở ra trước mắt tín chủ dù gặp mọi khó khăn sẽ được hóa giải. Hãy cùng theo dõi vận số của mình trong tháng 1 âm lịch năm 2023 như thế nào nhé! Những người tuổi Mão, mệnh Thủy, sinh năm 1963 có tính cách dịu dàng, họ có thể thích nghi với các môi trường sống khác nhau và biết cách thể hiện đầy đủ bản thân, họ không dễ bị lừa và có thể giữ bí mật tốt, vì vậy họ là những người bạn rất đáng tin cậy, họ luôn cố gắng trở nên văn minh và lịch sự ngay cả với kẻ thù của họ, vì họ ghét những cuộc cãi vã, đánh nhau. Tuy nhiên, họ không giữ nguyên tắc chặt chẽ và dễ bị ảnh hưởng, họ theo đuổi một niềm vui và cuộc sống tự do, từ chối làm mọi việc với tất cả nỗ lực của họ và không có cảm giác cấp bách và họ thích dựa vào người khác, một khi họ mất đi sự phụ thuộc, họ cảm thấy chán nản, vì vậy họ nên học cách tự lập. Một năm cũ đi qua, một năm mới sắp đến, ai trong số chúng ta cũng đều mong muốn có một năm mới thật thịnh vượng, may mắn, sống hạnh phúc và hơn hết là mong muốn một tháng đầu năm xuân sẻ. Vậy tháng 1 của tuổi Quý Mão, sinh năm 1963 diễn ra thế nào? Sau đây chương trình xin gửi tới quý vị tổng quan tử vi tháng 1 âm lịch năm 2023, cho tuổi quý mão 1963. Tháng 1 năm 2023, tuổi quý mão vận khí nhiều bất ổn, khó khăn dồn dập, chẳng lúc nào có được cảm giác thành thơi đúng nghĩa, người xưa thường nói đương đầu thái tuế, vô phúc liền có họa, tai ương có thể ập tới bất cứ lúc nào. Chẳng những mưu sự bấp bênh, nay đây mai đó, mà sức khỏe cũng xa suốt, ốm đau liên miên, tư tưởng của bản mệnh cũng nhiều bế tắc, cần có phương pháp giải tỏa kịp thời, để tránh stress, căng thẳng nhìn chung đây sẽ là một tháng nhiều thách thức với bản mệnh áp lực tăng đòi hỏi bạn phải thật vững vàng mới mong vượt qua sóng gió nếu khó khăn đã không thể tránh khỏi thay vì buông xuôi hãy cứ thẳng thắn đối mặt để khai phá tiềm năng của bản thân bứt phá giới hạn tài khí suy yếu kiếm tiền không dễ dàng các khoản chi tiêu nhiều hơn dự kiến đầu tư làm ăn càng cần có sự thận trọng kẻo lợi bất cập hại đối tác trở mặt chưa thấy lợi nhuận đâu đã thua lỗ không thể ngăn cản về tình duyên thì buồn nhiều hơn vui, tháng một con giáp này dù có đào hoa, thì cũng chỉ là đào hoa xấu, cặp nhưng không ở lại, duyên đến rồi đi, chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi và chán trường, thậm chí có cặp đôi còn đối mặt với cảnh chia ly. Sau đây sẽ là tử vi chi tiết trên từng phương diện của bản mệnh quý mão, sinh năm 1963. Mời quý vị cùng theo dõi. Về sự nghiệp, do ảnh hưởng của thái tuế áp lực là điều khó tránh đúng như câu đương đầu thái tuế vô phúc liền có họa còn giáp này có thể chịu tác động bất lợi từ cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan công việc chững lại khó đạt được thành tích tốt đẹp cho dù bạn đã rất chăm chỉ và nỗ lực bền bỉ làm nhiều nhưng chưa chắc đã hưởng được hết thành quả bên cạnh đó năng lực làm việc giảm sút không phát huy được ở mức cao nhất khiến cơ hội thăng tiến trôi tuột khỏi tầm tay cạnh tranh đấu đá cũng có dấu hiệu tăng lên khi hung thần thiên quan gia tăng ảnh hưởng không gian phát triển không lớn lại liên tục phải rè chừng đối thủ khiến con giáp này tốn nhiều thời gian để kèn cựa chất lượng giảm sút là điều dễ hiểu chẳng những vậy thái tuế còn khiến tư tưởng của tuổi quý mão có nhiều bế tắc hành sự chỉ chú tâm vào điều mình nghĩ mà thiếu sự quan sát tổng quan đến khi xảy ra sự cố thì cơ hội để thay đổi đã không còn nữa cái tôi của con giáp này có xu hướng bành trướng thái quá hủy hoại không ít mối quan hệ xã giao tự trúc rắc rối cho chính mình lời khuyên dành cho quý mão là lúc nào cũng cần phải cân bằng trạng thái tâm lý tránh manh động kẻo động việc gì cũng hỏng mưu sự trong năm tuổi phải tính toán thận trọng việc không chắc thì không làm nhất là đừng a à dua theo người khác hành sự nhất định phải cẩn thận đề cao tinh thần cảnh giác trong mọi tình huống nhìn chung đây sẽ là một tháng nhiều thách thức với bản mệnh quý mão nếu khó khăn đã không thể tránh khỏi thay vì buông xuôi hãy cứ thẳng thắn đối mặt để khai phá tiềm năng của bản thân bứt phá giới hạn chỉ khi rèn cho bản thân khả năng thích ứng nhanh, bạn mới có thể giảm thiểu hung hiểm do thái tuế gây ra. Trong vô vàn tác động tiêu cực, vẫn còn hy vọng cho tuổi quý mão, khi có các tinh thiên ấn đồng hành, bản mệnh cứ phấn đấu hết mình, sẽ có ngày thành công. Về tài lộc Xem tử vi tháng 1 âm lịch năm 2023 của 12 con giáp thấy rõ, về tài lộc cũng giống như phương diện sự nghiệp chịu hạn từ trực thái tuế, chắc chắn thu nhập của tuổi quý mão cũng sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều hung vận khiến tiền bạc liên tục thất thoát trong tháng một này có nhiều khoản chi phí lớn ngoài dự kiến dù bản mệnh vẫn có kiếm được tiền nhưng kiếm ít tiêu nhiều để tích lũy cho những dự định lớn như mua nhà cửa xe cộ e rằng vẫn còn xa nữa mới đạt được mục đích những dự án hùn hạp làm ăn cũng sẽ gặp bất chắc nửa chừng họa phá tài treo lơ lửng trên đầu việc đầu tư làm ăn với quy mô lớn không thích hợp ở thời điểm này cố chấp tiến hành sẽ chỉ khiến bản mệnh nếm trái đắng có thể thất bại vì những yếu tố khách quan vấn đề lựa chọn đối tác cũng chớ nên qua loa thái tuế có thể gây ra tranh chấp liên quan tới tiền bạc nếu nổ ra xung đột bạn có thể sẽ là bên chịu thiệt thòi nhiều hơn cả do đó bạn cần hết sức cẩn trọng khi chọn người hợp tác làm ăn đặc biệt với người thân hay người có quen biết nếu là dự án đang thực hiện giang dở nên chú trọng chi tiết tiến hành từng bước tính toán kỹ lưỡng cái lợi cái hại làm đến đâu chắc đến đấy bạn không nên chủ quan theo kiểu quen tay quen việc mà nhảy cóc công đoạn bởi trong năm vận khí xa suốt chuyện xui rủi có thể xảy ra bất cứ lúc nào nóng vội khiến bạn mất hết cả chỉ lẫn trài trong tháng một mà tài vận bất ổn tốt hơn hết tuổi quý mão không nên tham gia bất cứ trò cá độ đen đỏ nào kẻo có ngày tay trắng nhìn chung tuổi quý mão chỉ nên tập trung vào phương diện chính tài tức làm tốt công việc chính không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc khi đó thu nhập sẽ ổn định hơn và dần khởi sắc bên cạnh đó vật giá leo thang nhu cầu cuộc sống ngày càng cao những chi phí phát sinh thường nhật theo đó ngày càng nhiều đòi hỏi bạn cần có cách chi tiêu quản lý tài chính hợp lý bằng không khó tránh cảnh vay mượn nợ nần về tình duyên đương đầu thái tuế lại thêm ngũ hành bản mệnh xung khắc với ngũ hành năm cho nên phương diện tình cảm của người tuổi quý mão được dự đoán buồn nhiều hơn vui duyên đến rồi đi để lại cũng chỉ là những sự bẽ bàng và tổn thương tinh thần cho con giáp này đã vậy dấu hiệu kẻ thứ ba xuất hiện rõ ràng không thể chối cãi nếu tình yêu giữa hai bạn chưa thực sự sâu đậm tình cảm chưa có sự gắn kết có thể vì nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan dẫn đến sẽ đứt gánh giữa đường Ngược lại, tình cảm chân thành sẽ giúp hai bạn vượt qua mọi trở lực để có thể bên nhau hạnh phúc với một số người tuổi Quý Mão, bạn cũng cần chú ý hơn đến trạng thái tâm tư cũng như cảm xúc của đối phương. Vợ chồng sống với nhau cả đời, đừng vì cảm xúc bộc phát nhất thời mà hành xử gây tổn thương cho người kia, đặc biệt cần tránh chê bai mà dẫn đến mất hòa khí, không khí gia đình nặng nề. Về sức khỏe, xem tử vi cho tuổi Quý Mão tháng 1 âm lịch cho thấy trực thái tuế ảnh hưởng bất lợi tới sức khỏe của bạn, lại có hung tinh thiên khốc cản trở ra sức tác oai tác quái, khiến sức khỏe giảm sút dễ gặp hung hiểm bất ngờ, ốm đau bệnh tật khó tránh, vì vậy năm này cần chú trọng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, bạn nên đề phòng thương tật tay, chân, tai nạn xe cộ bất ngờ. Đặc biệt, coi chừng những tổn thương do kim loại gây ra, ví dụ như, dao, kéo, vật nhọn thanh sắt, kính vỡ. Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm soát cảm xúc, tránh các tình huống va chạm, cãi vã, kèo xảy ra xô sát, dẫn tới họa huyết quang trong mọi tình huống. Con giáp này không nên quá kích động hay ương bướng, bạn nên tỉnh táo và suy nghĩ nhiều hơn, đồng thời lắng nghe ý kiến từ bạn bè. Sau đây là một số điều tuổi Quý Mão cần chú ý trong tháng 1 âm lịch. Khẩu quyết: Bạn cần quan tâm đến nửa kia nhiều hơn, chú ý giữ gìn hạnh phúc gia đình. Quý nhân là tuổi Tuất tiểu nhân tuổi Thìn tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn: màu tím, xanh nước biển. Thưa quý vị, khoan dung là một dạng mỹ đức, một dạng lòng tốt, có nó bạn có thể an nhiên mà đi qua, bốn mùa mới có thể nhàn rỗi, đứng trước đình mà nhìn hoa nở, hoa tàn, có câu nói rằng, khoan dung là biển lớn xanh thẳm, dung nạp trăm sông, nhưng vẫn trong sạch. Rõ ràng khoan dung, giống như bầu trời cao rộng bao bọc thiên hạ, nhưng không ghi thù, nhớ hận, khoan dung giống như mặt trời rực rỡ, ban tặng những ngày nắng, cũng như những ngày mưa, tặng bạn cả mây trời và gió mát khoan dung là sự kéo dài của sinh mệnh chỉ có sự khoan dung độ lượng mới có thể đưa ta vượt xa giới hạn của chính bản thân mình một từ ngữ khoan dung là ân huệ rực rỡ một đời khoan dung tâm có thể buộc cả càn khôn con người khi về già như dòng sông đang chảy ồ ạt thì trở nên êm dịu cảm xúc sục sôi từng trải qua những phẫn nộ và oán hận từng có rồi cũng dần dần biến mất theo dòng thời gian dần trôi con người cũng ngày càng thấu hiểu được sự khoan dung học được cách khoan dung cách bao dung dễ dàng nhìn lại quá khứ tìm thấy những thiếu sót đáng tiếc trong cuộc sống của chính mình từ đó càng trân trọng những tình bạn tình thân bởi vì bạn đã từng khổ sở từng mệt mỏi từng khóc từng cười từng khiến người khác tổn thương cũng chính bạn đã từng được người khác khoan dung tha thứ khi về già bạn có thể nhìn rõ hơn mọi thứ vì thế bạn mới hiểu đời giống như một trò chơi dù cho các bạn nghiêm túc đến mấy chúng chỉ vội vội vàng vàng mấy chục năm khi bạn đi qua nhiều cây cầu hơn người khác, bạn sẽ lãnh ngộ được khoan dung, mà đối đãi với người khác cũng chính là lương thiện với chính bản thân mình, khiến cuộc sống của bạn trở nên nhẹ nhàng, hạnh phúc hơn. Đi qua mưa rông, bão tố, mới có thể lĩnh ngộ được sự, cực khổ và vui vẻ, tình yêu và sự hận thù, của đời người, mới biết được trong cuộc sống cần quên đi thứ gì, hồi ức thứ gì, buông bỏ thứ gì, học được thứ gì, cái gì cần coi trọng, cái gì cần coi nhẹ. Thiết nghĩ thứ chúng ta nên quên đi nhất chính là những gì ta từng giúp đỡ người khác điều ta cần tha thứ nhất là những người từng làm tổn thương ta thứ cần buông bỏ nhất là phân biệt quá rõ ràng đúng sai thành tích và khuyết điểm danh lợi được mất những điều cần học nhất là khoan dung mà đối đãi với người khác đường đời của con người rất dài trên chặng đường đó chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều gập ghềnh khó khăn và có lẽ sẽ gặp phải rất nhiều hiểu lầm oan ức bất bình lúc này cần học cách khoan dung tình bạn có sự khoan dung có thể kéo dài đến thiên trường địa cửu tình yêu có sự khoan dung mới có thể có được hạnh phúc viên mãn thế giới có sự khoan dung mới có thể có hòa bình tươi đẹp một người mang trong mình trái tim khoan dung mới có thể có được sự nghiệp thành công rực rỡ và một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc khoan dung cần một tấm lòng rộng lớn tấm lòng rộng lớn có thể chứa đựng trời chứa đựng đất chứa đựng những thứ mà bản thân tưởng chừng không thể chịu đựng được mở miệng là nở nụ cười cười từ cổ đến kim vạn sự đều trả bằng nụ cười có trái tim khoan dung mới có thể chứa đựng hết thảy mới nở được nụ cười tươi từ tận đáy lòng thế giới rộng lớn nhật nguyện luân hồi thời thế thay đổi lòng người cũng dễ đổi thay nhưng bản thân luôn phải có trách nhiệm với mình đối với người khác lại cần nhiều hơn sự tán thưởng đời người có độ khoan dung này mới có thể an nhiên mà đi qua bốn mùa mới có thể nhàn rỗi đứng trước đỉnh mà nhìn hoa nở hoa tàn khoan dung là sự rộng lớn của con người là sự cao thượng của con người là sự khuây khỏa trong đức tính tốt đẹp của con người khoan dung thì bản thân chẳng mất đi gì cả mà còn thu hoạch được sự vui vẻ thu hoạch được sự thành công đem đến cho nhân gian càng nhiều niềm vui và sự ấm áp muốn cắt đứt mọi nguồn gốc của sự khổ đau cách duy nhất là học được cách bao dung bao dung với người khác bao dung với sự vật sự việc không cần tranh đấu phô trương thanh thế sau tất cả nhận về sẽ có được sự an nhiên yên tĩnh và những tình bạn hòa hợp giống như người xưa có câu làm lợi cho người khác cũng là làm lợi cho chính mình do đó lòng khoan dung là cầu nối trong cuộc sống và giao tiếp giữa người với người đi qua cây cầu này vận mệnh của con người sẽ có thêm càng nhiều không gian có một trái tim yêu thương cuộc sống của con người có thêm một chút ấm áp một chút ánh nắng dùng trái tim biết ơn và sự cảm động để cảm ơn tất cả những người đã ở bên cạnh mình khi đó bạn sẽ cảm thấy thế giới này trở nên tươi đẹp hơn một người sống vui vẻ hạnh phúc không phải là vì họ có được rất nhiều thứ mà là do họ ít so đo tính toán với đời với người dùng trái tim để thưởng thức đời người dùng tình yêu để hoàn thành sự nghiệp lớn hơn đất liền là biển cả lớn hơn biển cả là trời xanh lớn hơn trời xanh là tấm lòng bao dung của con người Vâng, kính thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị, các bạn sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng đầu tiên của năm mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất xin kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo